Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin năm Nhâm Dần 2022, lối thoát nào khỏi vòng xoáy tha hóa quyền lực. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hôm 20 tháng 1 đã đặt câu hỏi: vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó? Liệu có ai là chỗ dựa, có ai chống lưng cho hành vi tham nhũng tiêu cực này hay không? Nhiều người cho rằng ông Trọng giả vờ ngô nghê khi nói như vậy, bởi nguyên nhân cơ bản chính là thể chế độc tài toàn trị tạo ra bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đam mê quyền lực của Nguyễn Phú Trọng cùng đồng bọn của ông chính là nguồn gốc tự thân của tham nhũng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm các cố Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm 28 tháng 1 năm 2022. Bọn quan lại cấu kết với nhóm lợi ích ăn trên những dự án cướp đất dân lành như Thủ Thiêm, Đồng Tâm, ăn trên máu mủ bệnh nhân ung thư bằng thuốc giả của Việt Nam Pharma, rồi ăn trên con Covid, dịch bệnh từ khi mới bùng phát như vụ CDC Hà Nội, cho đến vụ kit giả Việt Á, rồi mới đây ăn trên những chuyến bay giải cứu đồng bào với giá cắt cổ gấp 5 lần bình thường. Đó chính là sự tha hóa của quyền lực nhà nước và sự lũng đoạn của nhà nước, này được soi chiếu kỹ càng hơn trong bài viết của tiến sĩ Phạm Quý Thọ được đăng tải. Năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm lần thứ 92 ngày thành lập mùng 3 tháng 2 năm 1930 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hủy hoại nền kinh tế và thay đổi xã hội. Khi cuộc sống người dân đang vật lộn để thích nghi an toàn, thì quốc nạn tham nhũng đang lũng đoạn nhà nước, phản ánh sự tha hóa tuyệt đối quyền lực khiến tình hình thêm thê thảm. Dư luận chưa hết bàng hoàng, chính quyền chưa kết thúc điều tra về đại án Việt Á về quy mô trục lợi một cách trắng trợn và tính chất phức tạp của hệ thống lũng đoạn nhà nước. Thì mới đây, vào 28 tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh khám xét bắt khẩn cấp bị can đối với 4 cán bộ lãnh đạo là Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Chánh văn phòng và Phó phòng bảo hộ công dân thuộc Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Thật chớ trêu là hai địa chỉ có các bị can điều tra nêu trên lại vừa được vinh danh vì thành tích chung tay chống dịch Covid. Công ty Việt Á còn được ông Chủ tịch nước khi đó là ông Nguyễn Phú Trọng tặng huân chương lao động hạng 3 và hai lãnh đạo của Cục lãnh sự được nhận bằng khen của nhà nước. Đây là hình ảnh Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân và chống dịch. Một số phát ngôn bên lề những bộc bạch từ lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà giới truyền thông ghi được rằng các quan chức hư hỏng, họ ăn không từ thứ gì và rằng nếu kỷ luật hết thì lấy ai làm việc, cho thấy mức độ suy thoái chính trị, đạo đức trong hệ thống chính trị trầm trọng như thế nào. Như đã biết, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã phát động và thúc đẩy chiến dịch đốt lò suốt gần 3 nhiệm kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, khi chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực lần nữa cũng đã thừa nhận các diễn biến tham nhũng tiêu cực vẫn rất tinh vi, phức tạp. Vấn đề nhức nhối và trắng trợn, mặc dù những giải pháp mạnh và đặc biệt để chống tham nhũng như kiểm tra khi có dấu hiệu được tiến hành. Từ khi thành lập ban để tăng cường chống tham nhũng vào năm 2013 đến nay, tình hình vẫn kéo dài nghiêm trọng. Số vụ việc vẫn tăng lên và mang tính hệ thống. Như trong báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện chống tham nhũng vào năm 2021, một số liệu được ghi nhận rằng đã khởi tố điều tra 3.725 vụ trên tổng số 7.066 bị can, tăng 1.186 vụ. Về tội tham nhũng, chức vụ, lợi dụng quyền hạn kinh tế, trong đó án tham nhũng chức vụ đã khởi tố là 390 vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 19 đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 13 vụ án, khởi tố mới 10 vụ án, khởi tố thêm 103 bị can trong 20 vụ án. Điểm nổi bật là
khởi tố mới nhiều vụ án lớn, mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Đây là hình ảnh cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đồng loạt bị đề nghị truy tố vì xẻ nát, cạo trọc núi Chín Khúc, Nha Trang để làm khu du lịch tâm linh. Trước thực trạng tham nhũng tiêu cực của cán bộ đảng viên trầm trọng và kéo dài, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt vấn đề cải cách chính trị, trong đó trọng tâm là việc chỉnh đốn và xây dựng đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh và đặt cược cải cách thể chế vào công tác cán bộ. Tuy nhiên, cách tiếp cận chính sách rằng các quan chức suy thoái, hư hỏng là do chính họ tự diễn biến, tự chuyển hóa, chỉ nhằm duy trì chế độ, khiến cho các giải pháp dường như rơi vào bế tắc. Nguyên nhân thực sự của thực trạng suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống của quan chức trong chế độ toàn trị chính là sự tha hóa quyền lực. Nhà sử học người Anh Lord Acton từng phát biểu rằng quyền lực có xu hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Nhận định này được viết vào năm 1887, nghĩa là cách đây 135 năm, từng là luận cứ cho việc hoàn thiện chế độ dân chủ dựa trên việc kiểm soát quyền lực qua phân quyền và các thể chế khác như quyền tư hữu, quyền tự do cá nhân, v.v. Nhận định trên của Lord Acton vẫn rất đúng như một lời tiên đoán về sự tha hóa tuyệt đối quyền lực trong các chế độ độc đoán, toàn trị với mãnh lực là đuổi theo đuổi thuộc tính. Hơn thế, lời cảnh báo này phản ánh tính chu kỳ, thịnh suy của vòng luẩn quẩn tha hóa quyền lực, trong đó luôn xuất hiện các nhà độc tài khiến chế độ sụp đổ. Thực tế đã chứng minh chế độ Đảng Cộng sản toàn trị là mô hình Xô Viết ra đời vào năm 1917 đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bị Phạm Nhật Vượng lợi dụng trở thành một nhân viên đại diện cho VinGroup để trao giải VinFuture. Trong lúc đó, VinGroup mở hết công suất quảng bá cho chiến lược mới về xe ô tô điện, nhưng cuối cùng cũng lỗ vốn lớn. Trong vòng đời gần 74 năm, các trò chơi quyền lực trong cung đình luôn diễn ra và luôn kết thúc bằng hoặc là sự phế truất hoặc là sự sùng bái cá nhân. Như đã biết, sau khi Lenin chết vào năm 1924, Stalin đã cầm quyền 29 năm cho đến cuối đời. Nikita Khrushchev cũng đã nắm quyền hơn 10 năm đến khi bị phế truất vào năm 1964. Brezhnev giữ chức vụ Tổng Bí thư 19 năm đến khi chết năm 1982. Người có nhiều huân chương huy chương nhất thế giới với tổng số 114 huân huy chương các loại. Còn Mikhail Gorbachev, người từng thúc đẩy công khai và cải tổ, đã là Tổng thống Liên bang tự xưng chưa đầy một tháng trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Ông ấy bị phán xét là tội đồ hay anh hùng bất đắc dĩ tùy theo cách nhìn, nhưng chắc chắn là bài học sống cho các biến thể sau này của mô hình toàn trị. Mô hình Trung Quốc là một biến thể chủ yếu còn tồn tại, trong đó Mao Trạch Đông đã cầm quyền từ năm 1949 đến khi chết vào năm 1976. Sau đó đã cải cách và mở cửa với thế giới để tránh sụp đổ. Giới hạn nhiệm kỳ của lãnh đạo đảng, tuổi và nguyên tắc lãnh đạo tập thể được thực hiện để tránh nguy cơ tha hóa quyền lực. Động lực thị trường thay thế kế hoạch hóa tập trung cũng đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, đảm bảo duy trì tính chính danh của chế độ của Đảng Cộng sản toàn trị và sự chuyển giao quyền lực qua bốn thế hệ lãnh đạo, từ Đặng Thủ Bình cho đến khi Tập Cận Bình nắm cương vị tối cao. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước, đó là vào năm 2012. Đây là hình ảnh cùng lúc Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh đã bỏ cọc đấu giá kỷ lục đất Thủ Thiêm và Chủ tịch FEC bán chui cổ phiếu 75 triệu cổ phiếu, khiến thị trường nhiễu loạn, nhà đầu tư thua thiệt vô cớ mà không biết kêu ai. Phá bỏ giới hạn nhiệm kỳ, thanh trừng phe phái, sùng bái cá nhân là những hành động chủ yếu chuẩn bị cho đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào quý 3 năm 2022, có thể khởi đầu cho sự lãnh đạo trọn đời. Ông ta đã thâu tóm quyền lực tuyệt đối để trở thành nhà độc tài không chỉ trong nước mà còn đối với thế giới khi thúc đẩy Trung Quốc trỗi dậy hùng hằng. Theo mô hình Trung Quốc, chế độ toàn trị ở Việt Nam được duy trì với sự tăng trưởng về kinh tế nhờ chính sách đổi mới vào năm 1986.
Tuy nhiên, như đã biết, nó đã và đang rơi vào vòng bất ổn từ hơn một thập kỷ gần đây. Hai nhiệm kỳ của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 12 năm 2016 và Đại hội 13 vào năm 2021 thì có các trường hợp đặc biệt đã được viện dẫn cho sự phá bỏ các nguyên tắc và sự quy định kiểm soát tha hóa quyền lực của Đảng. Chế độ Đảng Cộng sản toàn trị ở cả Trung Quốc và Việt Nam đang rơi vào vòng xoáy của tha hóa tuyệt đối quyền lực dưới những hình thức đặc thù. Đặt cược vào công tác cán bộ và chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, nhưng các chính sách cải cách được Đảng quyết định tiến hành đang không mang lại kết quả như mong muốn, khiến cho rủi ro đang lớn dần đối với các chế độ. Trong bối cảnh như vậy, gần đây xuất hiện tin đồn về sự chuyển giao quyền lực Tổng Bí thư Đảng Cộng sản sắp diễn ra. Đây có thể chỉ là thuyết âm mưu, nhưng câu hỏi là lối thoát vòng xoáy tha hóa quyền lực, nguyên nhân thực sự của tình trạng tham nhũng trầm trọng hiện nay đang là vấn đề thực tế cấp thiết mà hiện chưa có câu trả lời thỏa đáng. Kính mời các bạn xem bản tin Công giáo Việt Nam vụ giết linh mục Trần Ngọc Thanh ở Kon Tum gây bàng hoàng. Cha xứ Cui Giờ Trần Ngọc Thanh bị một người chém vào đầu khi ông đang ngồi tòa giải tội ở giáo xứ Đắk Mót ở Kon Tum, đang gây ra dư luận Công giáo Việt Nam và quốc tế. Cộng đồng tín ngưỡng được mô tả là hết sức sửng sốt về vụ linh mục bị chém đến chết tử vong. Vụ việc xảy ra ngay khi họ đang chuẩn bị các nghi thức tôn giáo để đón Tết âm lịch. Tin cho biết công an địa phương đã bắt giữ kẻ tấn công và cho rằng người đó bị tâm thần. Theo thông tin đăng tải trên trang web của giáo phận Kon Tum, sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 1 tại nhà thờ thuộc giáo xứ Đắk Mót. Đây là hình ảnh linh mục Cư Giờ Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Nhưng trang cơ quan thông tấn Công giáo, bản tiếng Anh lại nói rằng ông bị chém bằng dao tại nhà. Nguồn tin này nói cha Cư Giờ Trần Ngọc Thanh, dòng Đa Minh, bị sát hại khi đang ngồi tòa giải tội và qua đời vào lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày tại bệnh viện. Nguồn tin của giáo hội đăng trên các trang giáo phận khác nhau cho biết cha Thanh là phó sứ của Đắk Mót. Trả lời đài BBC từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân đã nói: "Tôi có nói chuyện với một linh mục trong khu vực và với một người là bà con của cha Thanh về sự việc đã được xác định. Cha bị chém hai nhát vào đầu, vỡ sọ và tử vong. Một người thầy khác đang lau bàn thờ quay lại can cũng bị chém sượt qua đầu, giơ ghế lên đỡ cũng bị chém gãy ghế." Theo trang Công giáo Việt Nam, tên hung đồ này bất ngờ chém linh mục Thanh hai nhát vào đầu, khiến ông không thể né tránh. Khi đó, một thầy phó tế chạy lại can ngăn, bị hắn chém sượt đầu, một người khác đưa ghế lên đỡ, cũng bị hắn chém gãy ghế. Hành động của tên này rất tàn độc, như cố ý truy sát linh mục Thanh đến cùng. Ngay sau đó, mọi người hối hả đưa linh mục Thanh vào bệnh viện để cấp cứu. Thế nhưng, do vết thương ở đầu quá nặng, ông đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày. Tin này đã gây bàng hoàng khắp nơi. Đức cha Alesso, giám mục giáo phận Kon Tum, chia sẻ rằng ông rất bàng hoàng khi biết tin. Không ngờ lại có chuyện đã xảy ra như thế. Giáo phận Kon Tum trích lời Đức cha vào ngày 30 tháng 1. Giáo phận Kon Tum không chia sẻ chi tiết nguyên nhân tử vong của cha Thanh. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn của người Công giáo, một số giáo dân đã chia sẻ hình ảnh vết thương nặng vào đầu của cha Thanh. Tính đến chiều ngày 1 tháng 2, chưa có tờ báo chí trong nước nào của Việt Nam đưa tin về vụ việc sát hại nghiêm trọng này. Bên hình ảnh, điều kỳ lạ là không có bất cứ dòng tin tức nào về sự kiện kinh hoàng này hơn 700 tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi tin tức ngày một tràn ngập trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Trang web chính thức của dòng Đa Minh và giáo phận Kon Tum chỉ đưa cáo phó và tin tức về lễ tang, còn trang tin của Công an Kon Tum và báo Kon Tum của chính quyền địa phương chưa thấy đưa tin về vụ việc cũng như việc bắt giữ nghi phạm. Theo tìm hiểu của đài BBC, tính đến 21 giờ vào ngày 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, một số trang tin Công giáo tiếng Anh như cơ quan thông tấn Công giáo và các trang báo khác đã đưa tin về vụ sát hại này. Trang cơ quan thông tấn Công giáo chạy tin cha xứ dòng Đa Minh bị sát hại ở Việt Nam. Và các ý kiến cũng khác nhau. Thông tin về nghi phạm không được giáo phận tiết lộ
ngoài chi tiết người này đã bị bắt để điều tra. Trên group Thắc Mắc Công Giáo, một số tài khoản chia sẻ thông tin chi tiết về nghi phạm sát hại cha Trần Ngọc Thanh. Tài khoản Phạm Minh Vũ cho biết cha Thanh mới về quản nhiệm tại salon khoảng một tháng và không biết nghi phạm là ai. Tài khoản này đặt ra câu hỏi về động cơ sát hại. Trên trang Facebook, luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội thì bình luận tiếp như sau. Cái chết đau đớn của Linh Mục đã đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung. Còn trang tin Việt Catholic.net dẫn lời của Linh Mục Nguyễn Minh Nhật ở Sài Gòn rằng Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị chém bởi một kẻ thần kinh và không có động thái né tránh vì bất ngờ. Đây là hình ảnh bản tin trên đài FA với hình chụp lệnh thánh lễ cho Linh Mục Công giáo Cruz Trần Ngọc Thanh tại Kon Tum. Tang lễ vị Linh Mục diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng Giêng tại nhà nguyện Playdon, giáo xứ Con Robang, giáo phận Kon Tum và tu viện Thánh Martin, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Linh Mục Thanh sẽ an nghỉ cùng với các anh em tại đất thành của tỉnh Dòng. Cáo phó cho biết, còn trang Facebook truyền thông Thái Hà thì cho biết Linh Mục Thanh là con thứ 7 trong một gia đình ở giáo xứ Bến Hải, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông xin vào Dòng Đa Minh. Hồi tháng 8 năm 2018, ông cùng 9 thầy phó tế khác được giám mục Nguyễn Thái Hợp, lúc đó là giám mục giáo phận Vinh, trao sứ vụ Linh Mục tại Thánh đường giáo xứ Đa Minh, Ba Chuông, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Tuy nhiên, một số thành viên trên diễn đàn Thắc Mắc Công Giáo cho rằng nghi phạm không phải là người bị tâm thần. Trang truyền thông Thái Hà thì viết, cái chết đau đớn của Linh Mục là đầy nghi vấn và gây ra sự phẫn uất lớn trong lòng các sứ đạo nói riêng và dân chúng tại khu vực Kon Tum nói chung. Có người cho là đó là động cơ đê hèn và bàn tay lông lá phía sau, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng kẻ chém cha là một kẻ tâm thần. Trên mạng xã hội tiếng Việt, một số Facebook đã nêu ra vấn đề này như sau. Ví dụ, Hùa Bùi thì nói rằng phải làm ra đúng, ra lẽ, chứ ai phải chịu vậy được, một linh mục của giáo dân, chứ có phải người bình thường đâu. Hữu Lê thì chia sẻ, buồn thay, một vụ giết người tàn độc như vậy mà không có một tờ báo nào của bên ăn thuế của dân nói đến. Bạn Việt Quốc thì chia sẻ tiếp, tâm thần sao nó không chém mấy người chung quanh, mà nó phải tìm đúng vị linh mục để chém. Đây là hình ảnh bản tin trước đây vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 trên báo Tuổi Trẻ vì vụ đâm linh mục bị thương và đốt nhà thờ tại An Khê, Gia Lai. Còn Facebook thông thì bình luận, chém chết một người ngoài đời không vũ khí để tự vệ thì đã là tội ác. Đằng này đoạt mạng một người tu hành, không thể tự vệ trong nơi họ hành đạo thì tội ác dã man hơn gấp bội. Facebook Linh Nguyễn viết tiếp, nơi cao nguyên trung phần Việt Nam vẫn thường xuyên xảy ra các cuộc đàn áp và bách hại tôn giáo, đặc biệt là công giáo. Cầu cho các ngài đã tử vì đạo có được phúc phần của Chúa muôn đời. Các ý kiến khác cũng nêu cha Thanh là người nơi khác đến, không có oán thiểu thù gì sâu nặng gì và cũng chưa kịp có xích mích với ai, hoặc có Kon Tum là vùng đất vô pháp luật. Và vấn đề an toàn cho người hành đạo được đặt ra. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về sự an toàn của những người truyền đạo công giáo ở khu vực Tây Nguyên. Vẫn luật sư Lê Quốc Quân bình luận vụ việc như sau. Theo tôi, tình tiết đáng chú ý nhất là việc một linh mục bị sát hại ngay tại tòa giải tội và là hành vi cố sát. Ở đây là vùng truyền giáo mới cho nên cũng ít dân và chủ yếu là người thượng. Chính quyền rõ ràng là không muốn tôn giáo phát triển mạnh ở đây. Đây là hình ảnh nhà thờ giáo xứ Đắc Mốt, Kon Tum, nơi linh mục bị sát hại. Việc linh mục và những người làm thiện nguyện bị đe dọa, tấn công là khá phổ biến. Nhưng hành động đi vào nhà thờ, chém chết linh mục khi đang ngồi ở tòa giảng tội là điều bất thường và cực kỳ nguy hiểm. Luật sư Quân cũng nhắc lại, chuyện cách đây chỉ hơn nửa năm, linh mục Trần Văn Truyền, 70 tuổi, ở nhà thờ An Khê, thuộc giáo phận Kon Tum cũng bị đâm trọng thương. Chính quyền bắt giam hung thủ, đốt nhà thờ, đâm linh mục này, nhưng sau đó việc điều tra không đi đến đâu và sự việc đến nay coi như bị chìm xuống. Tạm thời bỏ qua những án hận, sân si để chờ điều tra làm rõ, chúng ta cùng cầu nguyện cho cha Cruz được an nghỉ đời đời trong Chúa Kitô
cùng các anh em trong vùng đất của tỉnh dòng Đào Minh. Nhưng chắc chắn chúng ta phải đòi hỏi để công lý sớm được thực thi. Ông Lê Quốc Quân đã viết như vậy trên trang Facebook của mình. Được biết, Linh Mục Cruzi Trần Ngọc Thanh sinh năm 1981 tại Sài Gòn. Ông được thụ phong Linh Mục vào tháng 8 năm 2018. Trước khi qua đời, Linh Mục Trần Ngọc Thanh phục vụ tại giáo họ Sa Lông, giáo xứ Đắc Vót thuộc giáo phận Kon Tum. Thánh lễ đưa Trần được tổ chức vào chiều ngày 30 tháng 1 tại tu xá Đa Minh Kon Tum và an táng tại tu viện Đa Minh ở Đồng Nai.